thế nào bằng người đến sau. Và dù em có níu tay không để buông lời thì anh cũng xa rời, nói thương suốt đời mà sao chẳng thế người ơi. Tận tụy lo bản thân em chưa thành thì lấy đâu những ấm em, thế nên em buồn và âm thầm ở phía sau. Hãy về nơi ấy, anh sẽ tốt đẹp tương lai và em sẽ ở lại chính nơi em từng cùng anh yên bình. Chắc giờ anh đã bên người khác rồi, chuyện tình yêu đâu ai mong muốn mình giữ thừa. Em biết em chẳng tương lai bên nhau chẳng có lâu dài, ở nơi em chỉ mang thêm bao điều trở ngại. Nếu như là em anh phải thế nào, dù mạnh mẽ nhưng em không ngăn được nước mắt. Người thứ ba vào cuộc chơi và em xin hóa vô hình để cô ta em trọng trách cuộc đời. Vì giờ em hiểu ra được một điều là đớn đau và mất nhau có lẽ em chẳng thế nào bằng người đến sau. Và dù trách cuộc đời. Vì giờ em hiểu ra được một điều là đớn đau và mất nhau có lẽ em chẳng thế nào bằng người đến sau. Và dù em có níu tay không để buông lời thì anh cũng xa rời, nói thương suốt đời mà sao chẳng thế nào bằng người đến sau. Và